Sức khỏe là cực kỳ quan trọng. Liệu pháp trường điện từ xung là một khoa học đã được chứng minh để tăng cường sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Trong video này, chúng ta sẽ thảo luận về 14 lợi ích sức khỏe của liệu pháp TMMF. Luồng châm cứu kinh tuyến, liệu pháp tăng cường dòng năng lượng dọc theo các huyệt vị, phục vụ như một buổi châm cứu toàn thân không dùng kim. Năng lượng trao đổi chất và sản xuất ATP, nó kích thích adenosine sản xuất triphosphate trong tế thể thông qua cải thiện 6 tuần hoàn, với ATP là đơn vị trao đổi trung hòa năng lượng trong cơ thể. Nó giống như đưa pin mới cho đèn pin, để nó có thể tỏa sáng rực rỡ theo cùng một cách. Tế bào của chúng ta cần tế thể khỏe mạnh để tạo ra năng lượng nó cần để làm tốt công việc của nó. Lưu thông, liệu pháp TMMF cải thiện tuần hoàn và vi tuần hoàn theo 3 cách. Bắt đầu với natric acid, mở rộng mạch máu để cải thiện lưu lượng máu. Thứ hai, nó ngăn cản hiệu ứng Zulow. Zulow là khi máu được xếp chồng lên nhau như tiền xu. Các thiết bị xả các tế bào để chúng đẩy nhau và giảm vón cục. Và thứ ba là tăng cường cung cấp oxy và giảm độ nhớt của máu, do đó thúc đẩy lưu lượng máu dễ dàng hơn, tăng cường vi tuần hoàn, đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng tốt hơn và loại bỏ chất thải, giải độc. Lợi ích của việc sử dụng xung, thiết bị điện tử đang làm sạch, liệu pháp hỗ trợ quá trình làm sạch cơ thể bằng cách loại bỏ chất thải độc hại. Với lưu thông tốt, chất thải độc hại có thể được loại bỏ khỏi cơ thể như một dòng sông chảy. Lưu thông kém giữ chất thải bên trong cơ thể như một đầm lầy trì trệ. Tăng cường hệ miễn dịch, trường điện từ xung, liệu pháp đã được chứng minh là có những lợi ích tiềm năng trong tăng cường hệ miễn dịch bằng cách thúc đẩy sản xuất các tế bào bạch cầu, đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại nhiễm trùng. Giảm đau, hầu hết mọi người đều trải qua nỗi đau. 40% người lớn đối phó với sự khó chịu liên tục và 1/3 bị đau mãn tính sau khi bước sang tuổi 65. Trường điện từ xung hỗ trợ cứu trợ theo 3 cách hiệu quả. Đầu tiên, nó tăng cường endorphin, đó là thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể. Thứ hai, làm gián đoạn tín hiệu đau. Liệu pháp từ trường xung có thể làm gián đoạn việc truyền tín hiệu đau. Và thứ ba, hỗ trợ phục hồi. Liệu pháp giúp cơ thể tự chữa lành. Một lợi ích khác của việc sử dụng liệu pháp là chữa lành vết thương. Có nhiều loại vết thương, chẳng hạn như chấn thương do tai nạn, bỏng và phẫu thuật, vận động viên phục hồi. Một lợi ích bổ sung của việc sử dụng liệu pháp TMS, nó có giúp các vận động viên bị chấn thương thể thao cũ không, ngay cả những cái từ 20 năm trước, điều đó có thể quay trở lại và gây ra đau đớn sau này trong cuộc sống. Nhiều vận động viên nổi tiếng cảm thấy đau cơ thể rất lâu sau khi họ từ giã thể thao. Sử dụng máy hàng ngày có thể làm giảm cơn đau của chấn thương cũ và cải thiện phạm vi chuyển động. Chữa lành và tái tạo tế bào gốc thông qua thân cây, kích hoạt tế bào là một lợi ích khác của việc sử dụng máy. Nghiên cứu 4 năm của NASA cho thấy xung liệu pháp trường điện từ ở 10 Hz sử dụng tín hiệu sóng vuông tăng nhanh, tăng hoạt động của tế bào gốc tế bào thần kinh lên 400%. Tế bào gốc là quá trình chữa bệnh tự nhiên của cơ thể. Giảm căng thẳng, trầm cảm và lo lắng có thể dẫn đến chất lượng cuộc sống cực kỳ kém. Những rối loạn tâm trạng này có thể dẫn đến kiệt sức, ngủ kém và lo lắng. Năm 2006, FDA đã phê duyệt liệu pháp TMMF cho căng thẳng, trầm cảm và lo lắng. Một giấc ngủ ngon thúc đẩy sức khỏe tốt. Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng giấc ngủ sâu cho phép cơ thể chữa lành, sửa chữa và tái tạo. Cơ thể bạn tạo ra các tế bào mới trong giấc ngủ sâu. Liệu pháp thúc đẩy giấc ngủ sâu, sạc lại cơ thể của bạn và cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn trong suốt cả ngày. Hệ thống xương người bao gồm 206 xương, đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc cơ thể và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển. Liệu pháp từ trường xung đã được FDA chấp thuận năm 1979 để điều trị sức khỏe xương, bao gồm cả việc chữa lành gãy xương không liên kết. TMMF trực tiếp gây ra vi dòng đã được nghiên cứu và chứng minh để kích thích nguyên bào xương trong, sản xuất di động vật liệu xương khỏe mạnh. Liệu pháp TMMF đã chứng minh những lợi ích tiềm năng trong cải thiện tính di động, đặc biệt ở người lớn tuổi. Khả năng vận động cũng giúp chúng ta tránh ngã và ngăn ngừa chấn thương, và cho phép người lớn tuổi tự sống lâu hơn. Sức khỏe thú cưng. Máy của chúng tôi đã cho thấy kết quả đáng kinh ngạc cho thú cưng hàng năm. Mọi người chi hàng nghìn đô la cho các hóa đơn bác sĩ thú y. Một lượng lớn chi tiêu này hướng tới điều trị đau mãn tính và viêm khớp.
liệu pháp PMMF là một cách hiệu quả về chi phí cho cả bạn và thú cưng của bạn để cải thiện sức khỏe. Chứng kiến tác động biến đổi đối với Indy, một con chó 9 tuổi bị bệnh thần kinh vận động. Xem khi cô ấy vượt qua điểm yếu cơ bắp của mình thông qua liệu pháp PMMF, trải nghiệm hành trình của cô ấy, tất cả được ghi